Rồi xin chào các bạn ha, thì mình có một cái cây mai nè các bạn, xin được giao lưu với các bạn. Bông búp thì rất là ok nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, thì bông là đều. Đây là cái giống đại lộc nha, nè rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ xay quay sơ ra. Thì cái bông này đảm bảo cái dòng này thì anh em về chơi tết là rất là ok luôn nha. Nếu mà nó nở gộ một cái là rất là ok. Cây mình chăm cũng rất là tốt các bạn ơi. Thì mình thường xuyên bón cái cà ly trong tháng này thì nhờ như vậy mà cái nụ nó rất là to nè. Và cái tết đến thì nó nở rất là ok. Đặc biệt là cái ngày mai này nè các bạn, nó cũng sần sù nè, nó sù rồi, nó sắp lên sù rồi các bạn. Và cái thứ hai là cái bộ đế của nó nè, nhìn rất là dữ dằn nha. Đó, mình sẽ quay cái đấy, đặc biệt là cây mai này lên bonsai ở nha các bạn, rất là đẹp. Bông búp thì rất là đầy đà đặn nha, nè, bạn thấy không, rất là nhiều luôn, đảm bảo hàng này trên tết nha. Và qua tết thì nó cái chăm lại nó rất là dễ dàng nha các bạn, mình không có xài thuốc gì nhiều nên là chăm lại rất là dễ dàng. Và đặc biệt cây rất là to nha, cây này tầm khoảng chừng gần 30 các bạn ơi, 28, 29, 30 các bạn ơi, mình không đo cụ thể ha. Cây này thì đế thì đảm bảo bao đẹp luôn nha các bạn, thấy không, cây này già dữ lắm rồi. Đó, thì đây là cái cây đầu tiên giao lưu với các bạn ha. Rồi thì qua đây là cái cây thứ hai nè các bạn. Để luôn rất là đẹp nha. Đây là để chạy xuống nè các bạn, thấy không, nhìn đế rất là dữ nha. Cây này về anh em thay chậu nữa là rất là đẹp. Này mình chỉ đang trong giai đoạn nuôi thôi, thay chậu thì rất là dễ dàng các bạn, không có vấn đề. Bông quốc thì rất là ok, rất nhiều nha, đạt rất là đạt bông. Để nó rất đẹp. Các bạn không? Cây này thì để thì non đều.